Chào mừng các bạn đã đến với Podcast IVF Radio, được phát sóng hàng tuần trên các nền tảng số của Trung tâm IVF Hà Nội. Quý vị thân mến, vô sinh hiếm muộn không rõ nguyên nhân, từ lâu đã là một bệnh án gây ám ảnh cho biết bao gia đình mong con. Bất lực và hoang mang, kết luận này như phủ lên hành trình tìm kiếm con yêu, một lớp sương mù dày đặc không lối thoát, khiến chúng ta lạc lối, không biết phải bắt đầu từ đâu. Điều này, gia đình anh Thành chị Minh hiểu rõ hơn ai hết. Bởi anh chị đã phải trải qua một khoảng thời gian hiếm muộn dài một thập kỷ mà không biết rõ nguyên nhân. Nhiều lúc nhận kết quả, mọi thứ đều bình thường. Anh chị lại ngơ ngác, không hiểu sao sức khỏe tốt đến thế mà tin vui vẫn cứ lặn mất tăm. Gia đình cũng đã tìm đến các phương pháp hỗ trợ sinh sản, không chỉ một mà còn nhiều lần tại nhiều bệnh viện lớn khác nhau. Nhưng kết quả vẫn chỉ là con số 0. Quãng thời gian sau đó vì quá sốt ruột nên ai mách đâu anh chị đi đấy, từ thầy giỏi nơi này đến thuốc tốt nơi nọ, cách nào anh chị cũng từng thử qua, nhiều đến nỗi không đếm xuể. Cứ như vậy suốt 10 năm, sức cùng lực kiệt, tiền bạc cạn dần mà ngôi nhà vẫn thiếu tiếng ổng ơ. Bảo không mệt thì chắc chắn không phải, nhưng suy cho cùng, không giây phút nào anh chị ngơi nghỉ hy vọng tìm con. Cùng nắm tay vượt qua những thất vọng, những buồn đau của bệnh án vô sinh không rõ nguyên nhân, hai vợ chồng động viên nhau rằng nhiều khi còn mải đi chơi ở đâu đó nên vẫn chưa về với bố mẹ thôi, chứ con chắc chắn sẽ về. Con là được 10 năm, là 2014 là hai vợ chồng mình kết hôn. Có người sau 2 năm là vợ chồng mình chưa có tin gì nên là bắt đầu tiên là hai vợ chồng xuống bệnh viện để khám. Sau đấy là vợ chồng mình cũng được bác sĩ tư vấn là làm UI. Sau khi làm UI ở bên đấy thì vợ chồng mình không thành công nên vợ chồng mình lại về. Cũng chuyển nhiều viện rồi nhưng mà vẫn không được. Chắc là do duyên số. Mình đi kiểm tra là bác sĩ bảo hai vợ chồng bình thường ạ, liên quan gì đến sinh sản. Điều kiện kinh tế của mình cũng hạn hẹp, cũng không có đủ điều kiện kinh tế nên là mỗi lần để mà đi khám, đi thăm khám viện này viện kia rất là nhiều bệnh viện. Người ta bảo là có thầy này, thầy lang nào là nhận thuốc được, bảo có em bé là cũng tìm đến. Thầy bảo là không có tin gì, thấy con cái gì nên là cứ ai mách chỗ này có thuốc thì bắt đầu đi, chỗ kia có thì lại đi. Như mọi người là mong con thôi, nhưng mà mình vẫn phải đặt một niềm tin là chỉ bảo là con mình cứ mãi đi chơi chưa về với bố mẹ thôi. Một ngày nào đó con chơi chán thì con sẽ về với bố mẹ thôi. Chị Minh cho biết trước khi đến IVF Hà Nội, chị cũng đang khám và định theo một bệnh viện lớn khác tại Hà Nội. Nhưng khi vô tình nhìn thấy thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Duy Phương, một sợi dây nhân duyên kỳ lạ đã khiến anh chị quyết định đến với chúng tôi. Sau buổi thăm khám, tư vấn hướng điều trị, cảm thấy đây chính là nơi mà mình có thể an tâm gửi trao hy vọng. Anh chị quyết định bắt tay vào điều trị luôn. Suốt quá trình thực hiện IVF, chị được thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Duy Phương cùng đội ngũ y bác sĩ IVF Hà Nội theo dõi sát sao để đảm bảo mọi quy trình diễn ra thành công nhất. Cuối cùng thì nỗ lực một thập kỷ cũng đã được đền đáp. Ngày nhận kết quả beta, chị Minh thậm chí còn không tin vào mắt mình. Niềm vui đến quá bất ngờ khiến cả người chị run lên bần bật. Ngay lần đầu tiên chuyển phôi, chị đã thành công đón tin vui song thai, kết thúc cuộc hành trình 10 năm ngược xuôi vất vả. Quá trình chơi điện thoại, nghịch điện thoại thì em thấy ở trên báo ấy có bác sĩ Phương bác ấy chuyển rất mát tay, thế là từ lần đấy cũng không hiểu là do vấn đề gì. Lúc đấy là em cũng đang là tịch khám ở bên viện khác nhưng mà không hiểu tại sao cái tâm lý của mình nó lại sang viện bên này để mà thăm khám để làm IVF ạ. Bác giản dị lắm, cứ mỗi lần mà em nhìn thấy bác là cái không biết em lấy cái lòng tin ở đâu mà nhìn thấy bác là em cứ nghĩ là chắc chắn là em sẽ có con được. Lúc các bác thông báo có beta em không tin,
em vẫn không thể, bởi vì em đã thử que không lên. Lên viện để test beta thì các bác bảo có beta rồi, có em bé rồi. Giờ đây, nhìn ngắm hai bé cưng của mình bô ba khóc cười rộn vang, anh chị vẫn nghĩ đây là một giấc mơ. Một giấc mơ và hoài bão lớn nhất cuộc đời anh chị, tưởng rằng chẳng thể thực hiện hóa. Nhưng hiện thực ngọt ngào vẫn cứ thế tồn tại trong đôi mắt trong veo của bé Bảo, bé Châu, trong ngôi nhà thơm mùi hương sữa. Và mới đây thôi, gia đình anh chị đã đi một chuyến xe kéo dài từ đêm đến IVF Hà Nội để trực tiếp thăm hỏi cũng như gửi lời cảm ơn chân thành đến đội ngũ IVF Hà Nội. Không còn gì chân quý bằng, toàn bộ đội ngũ trung tâm xin chúc mừng thành quả xứng đáng cho 10 năm nỗ lực hy sinh của hai anh chị. Và cảm ơn gia đình đã tin tưởng và để chúng tôi đồng hành trên hành trình hạnh phúc này. Lúc bây giờ hiện tại nhiều lúc em còn cảm thấy mình không thể tưởng tượng ra mình có được hai đứa con. Rồi gia đình tất vật đó. Thường là ở nhà toàn người lớn ấy. Tự dưng có hai đứa trẻ, gia đình không khí là ấm áp hơn, mọi người nói chuyện nó dễ gần nhau hơn. Hy vọng rằng câu chuyện của gia đình anh Thành, chị Minh mà IVF Hà Nội mang đến ngày hôm nay sẽ gửi đến những ba mẹ đang mong con những tia sáng ấm áp để ba mẹ giữ vững lòng trên hành trình tìm kiếm con yêu cho mình nhé. Và tới đây thì chúng tôi cũng phải nói lời chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại quý vị thính giả ở các số IVF Radio tiếp theo.